Xin chào các con, chào mừng các con đã quay trở lại với khoa học lớp 5 của trang web olamer.vn. Trong video này, cô và các con sẽ cùng nhau tìm hiểu bài 14 nhé. Phòng bệnh viêm não. Đây là một bệnh vô cùng nguy hiểm và tiến triển khá nhanh. Trên đây là một số triệu chứng của bệnh: cứng cổ, nhức đầu dữ dội, buồn nôn và nôn mửa, mất định hướng, co giật, rối loạn nghe nói, xuất hiện ảo giác hay thậm chí là hôn mê. Đặc biệt, ở trẻ nhỏ thì sẽ khó phát hiện bệnh hơn. Tuy nhiên, vẫn có một số triệu chứng quan trọng như nôn ói, thóp phồng trong trường hợp trẻ còn thóp, khóc không thể dỗ nín hoặc khóc nhiều hơn khi trẻ được bồng lên hay thay đổi tư thế, gồng cứng người. Khi có bất cứ triệu chứng nghi ngờ nào, chúng ta cần nhanh chóng đến cơ sở y tế uy tín để làm các xét nghiệm nhằm sớm chẩn đoán bệnh, tiếp nhận điều trị kịp thời. Việc này không chỉ tăng cơ hội chữa khỏi bệnh mà còn làm giảm các biến chứng. Có thể kể ra một số biến chứng của bệnh viêm não như giảm trí nhớ, sức khỏe yếu, không có khả năng nói mạch lạc, thiếu sự phối hợp giữa các cơ, tê liệt thính giác hay khiếm khuyết về mặt thị giác. Vậy, tác nhân nào gây ra căn bệnh nguy hiểm này? Các con hãy tìm hiểu và cho cô biết nhé! Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy! Bệnh viêm não do một loại virus sống trong máu của gia súc và các động vật hoang dã như chuột, chim hay khỉ. Các con hãy tiếp tục trả lời câu hỏi: bệnh viêm não có lây truyền sang cho con người được hay không? Và nó lây truyền như thế nào? Đúng rồi, bệnh viêm não có thể lây truyền được sang cho con người, và nguyên nhân chính là do loài muỗi đấy. Chúng hút máu của con vật bị bệnh rồi truyền virus sang cho người. Ai trong chúng ta cũng có thể bị mắc bệnh viêm não, nhưng nhiều nhất là ở trẻ em từ 3 cho đến 15 tuổi, vì đây là thời điểm có sức đề kháng yếu. Vừa rồi, chúng ta đã xác định được tác nhân và con đường lây truyền. Vậy, làm thế nào để phòng bệnh viêm não? Chính xác! Để phòng bệnh viêm não, chúng ta cần thực hiện những biện pháp sau đây: vệ sinh nhà ở và môi trường xung quanh, làm sạch chuồng gia súc, nếu có thể nên rời chuồng gia súc ra xa nhà, xa nơi vui chơi và sinh hoạt của trẻ em. Bên cạnh đó, không để ao tù, nước đọng, diệt muỗi, diệt bọ gậy. Đồng thời, duy trì thói quen ngủ màn nữa nhé. Một biện pháp vô cùng quan trọng khác là tiêm vaccine phòng bệnh viêm não. Chúng ta cần đi tiêm vaccine theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ để phòng bệnh hiệu quả. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Thông qua tìm hiểu, các con cần ghi nhớ những nội dung chính sau đây: sự nguy hiểm của bệnh viêm não, tác nhân gây bệnh, con đường lây truyền và biện pháp phòng bệnh. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olamer.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến Olamer nhé! Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo.